Can you move it a little? A little and a little with your attitude. Và with your attitude. Hãy chỉ trả cái mốc niêm Robert Ban, uncountable noun. Chỉ trả nó cái mốc niêm Robert Ban. Nó cái mốc niêm này Robert Ban. Ưu thì hoa bị shawl. Shawl bọt hả ẩm bờ. Ẩm bờ như Robert Ban thế. Chơi ai trả cái a little shawl của bạn, rồi có little shawl của bạn này. Lấy cả này ấm, ấm bờ. Một tiết mà bị ấp chú. Ấp chú hay nâng chú nạp bị chị attitude này. Hãy kịp ra nó bị mốc plural noun, xong trong chám thà ní chứ nó plural noun. Plural noun ủ tờ hóa là people, a few people. Nhưng việc people cứ chỉ plural noun bật ra hai. People, people, mà nó cũng chả ràng. Tôi bây kia thêm s thì một people có nói xong trong chám kia nó cứ people cứ plural noun. Chứ như ai ra a few people. Rồi có few people, mà nó phí bày nhạc. Nó phí bày nhạc. Lúc đầu ở a little nó yên phải yên tích, tích nhưng mà tôi phải tích yên. Bạn, a little bọt hàm bằng tích, bọt hàm tích, kìa nắng á. Bọt hàm chú phí bày nhạc. Bát xong ra tiền mất đi. Chú lục lục chú. Chú pi bầy nè. Bát. Chú lục lục chú bỏ ta pi bầy nè. Chân hộp pi pi pho năng plural hộp. Bát bông. Pi pho năng cứ plural noun. Pi pho năng. Bát. Person chỉ bong trong pra ai vậy chứ nát như pra person. Ba. Ba one person, two person. Person đang singular luôn em. One person ba. Singular. Đang singular. The people plural, plural ba. Ba. What people plural noun. Plural noun. Nhưng trong trăm bị được không này. Rồi nhưng mà tiết cái đã thả for all four form mình này thả tùm rung chẳng bố nắng ai prai chìa pronoun có bạn đây ai prai chìa pronoun có bạn đây nếu bê cái prai viết tại anh có bạn either or có bạn mùi tiết bà mẫn có ông chám á viện nâng thả either or nâng cái pra alone của bán rất có pra chứ mùi off của bán này mùi ná của bán này pra chứ mùi pra tại anh của bán pra chứ mùi off của bán này chân a little little a few rất có few nó với ai chia pronoun không khán dương ai vừa càng nhẹ bạn tế thật ta phê ná vị trí pronoun hay phê ná vị trí vị đá tố trí con nền niềm à nút cứ chỉ hơn xung khăn nút cứ chỉ hơn xung khăn lời vai ạch đăng tế thật ta phê ná chỉ đăng thật tiện a little nó chỉ pronoun hay phê ná a little nó vị trí attitude nơi đây là dùng ở toàn mạng người mình hồi và ok chẳng mà to sắp thực hiện cho đi tình trạng đấy tập bên nào bị chia pronoun hay bên nào bị chia attitude pronoun và to này
Chúng mình đây tha bờ sân chỉ viên miên niêm nơi bị cày bịa u đờ ho tha bịa a little bờ sân nơi bị cày a little lắm miên niêm u đờ ho tha a little boy cái na miên niêm nơi bị cày a little chẳng a little lắm cứ chỉ con là niêm còn tai bờ sân chỉ mình miên niêm thế vì cứ chỉ pronoun anh trong 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 trăm lại đi cả này lấy như mơ ưu tiêu hò cái đại thật sugar sugar score có cái gì khác a little please chẳng a little lại nó miền nào nó bị cao thế hoặc miền gì hay bảo miền chẳng a little nó kê hai vị trí pronoun which pronoun bỏ một tích đi kia bằng tích bằng tôi mùi tiệt và mùi tiệt only a few of these are any good miền tài tích tôi chết đã bị lỏ đã bị nâng bị khôi khát ở thời hỏi chứng only a few of only a few of this chẳng a few lại ni vì đa tôi chia chia pronoun a few of this tại sao ấy ni vì ai cho chúng mua nhấn preposition of anh ấy cả này thì dùng trong trăm từng rung rồi bỏ bên nào vị trí pronoun hay bên nào vị trí adjective cọc chẳng lưu xung lý cho bác đi tôi bị chạy vào một câu hỏi được rồi chẳng dừng phải những cái ập sưu ốc nâng ảnh phải bị bày chừng bạn tập siêu áo nó pi bay còn nó pi bay này à tầng áo nó cứ kia là o khá đài chân bạn bạn người tham niên không chờ nào mà thong nó mới được pi bay còn nó ra về là nếu cái ao dương chấm rồi biết lấy a few rồi có few little năng a little nếu cái ao dương mơ tìm rung article chẳng á anh ấy mà cứ bây giờ đã a few của bạn a few of của bạn chẳng là cứ bạn a few của bạn rồi có a few of của bạn này thì anh sai lên nhẹ từ c bị dốt thì trong từ c tìm rung phát na có năng gì yeah. Ok, rồi chúng dùng cho letter B. Letter B cái data a little, a few, adjective, hay là adjective pronoun. A little is small amount. Mình nói là a little cứ chỉ phát được màn tôi, cứ chùm nôn với tôi, cứ chùm nôn với tôi. What the speaker consider small? Rất có ở với đài nhé nhìn dây này cực cực tha vì tốt nên tên consider small về trình hướng tích nhưng mà tên là lý thô nó bỏ thật tích và năng tới bán này hả toàn là cái video này đi cái video này như thế bạn bạn ta mày đã đi consider là cái này consider nó chặt tục rồi cái kết hạ consider chặt tục rồi kết hạ chặt chặt tục á chặt tục men men chặt tục ấy
chặt tức hà vị chi chùm nôn và kết hà vị chi chùm nôn là tôi. Chặt tốt ở cũng đạp ăn bạn chặt tốt hả đấy là một ra xin lấy đi tu là sắp bình làm bay bình chia là bật lửa cũng bật xin lấy thì ngon chứ bà toàn đấy lưu sầm lấy cho bà chưa môn thế cha nội công bạn chẳng kể bị consider nó bỏ ta chặt tục what are you trying to avoid the woman die bạn avoid cái này để dây nó cột chặt tục tha vì tôi vì tích vì a little bạn a little amount nó pariman amount nghĩa này tha chia đầm chấm nôn môi đại dương của bà rọp rọt bà này được chia score được chia bờ lấy rọt cả đi bờ bị chê như thế rồi còn co bà rọp này chương mệnh tên bà chú bạn Look, 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 I need that a little is a small amount. Bạn, cái trong phần dấu dương tha, a little bọt prai thật tích, cái small amount, cái bạc này màn tích. Nhưng mà cái dương bọt thật tích, cái bản năng bán này, anh ấy cái phần dấu dương kia. Toàn đấy, phần dương đăng tha, a little bọt prai thật tích, cái cục cỏ này, lại nữa. Ồ, anh ấy cái phần dấu lúc ta, lúc rú. Bạn, nơi không dục hơi cái phần dấu lúc ất như thế này, cái phần dấu dương kia. Và tỏ cho chị tới mục tiết trong nhầm sâu và thông thì cái bây giờ chứ mà sắp hơi cái bây giờ làm ớt nóng 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 rí ai ập chú is a small number nên này chùm nôn tôi phí bầy chùm nôn tích á mỗi small amount anh ấy a small number tại mình tên bỏ tha ập chú nó bỏ phí bầy tới bà này what the speaker consider small number okay, small number only នៅពេលដែល only គេដាក់ពីមុខ a little នេះកន្លែងនេះគេដាក់ថានៅពេលដែល only នឹងគេដាក់នៅពីមុខ a little ឬក៏ a few emphasize that វាសង្កត់ន័យថា the number ចំនួនឬក៏បរិមាណនឹងវាពិតជាកាន់តែតូចទៀតហើយនៅក្នុងគំនិតរបស់អ្នកនិយាយspeaker opinion គំនិតរបស់អ្នកនិយាយអញ្ចឹងកាលណាមាន only នៅពីមុខ a little ឬក៏ a few មានន័យថាវាតិចមែនតើតិចមែនតើប៉ុណ្ណឹងលោកគ្រូអាអុកជូននៅនៅកន្លែងហ្នឹងក៏វាតិចដែរស្គាត់ន័យថាវាតិចដែរដូចអលីថតដែរគ្រូបាទអុកជូនប្រៃពីរបាទយើងប្រែថាតែ2នាក់អីឯងឬក៏2នាក់2 3នាក់2នាក់អីចឹងទៅតោះណាអលីថតតិចមែនតើបាទពីព្រោះអុកជូនរាប់បានរីឯអលីថតរាប់អត់បានទេចងចាំកន្លែងហ្នឹងជាមួយ countable noun ហើយនិង uncountable noun ឧទាហរណ៍បើសិនជារាប់បានគេប្រើ a few គេដាក់ថា only a few of our customer have accounts មានអតិថិជនតែ2នាក់ឬក៏2 3នាក់វាតិចមែនទេគាត់ដងរកថាមានអ្នកមកចូលអតិថិជនមកច្រើនអ្នកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែចៃដងនេះថ្ងៃហ្នឹង only a few មានតែ2 3អ្នក2 3គ្រាប់2 3អ្នកអតិថិជនបានមក
màu tinh, màu màu cọ, màu ấy chẳng từ màu. Anh chẳng have an account nâng cứ không lấy bạn nâng. Group trong account riêng prai tham mấy được không? Bạn account nó bản thân chuyện thì chúng con mà tự sửa và nó không lấy nó. À lúc chung và tình yêu kia với hai vật khóa mình đã kia một bài ở sửa và nó tỏ hả lúc chung nhầm check bị nó ói nó không phải vô chứ account của lại nó cứ miền miền S miền ấy. Mình S miền ấy mới không giúp hỏi như miền ấy miền S. Bà sao giờ miền S cứ vì chuyện nào này nè, vì cái chuyện nào này chẳng phải đại dương từ mơ không phải chuyện nào nó khóm nhưng tôi bây giờ về miền chữ verb cả đó giận mơ verb bây giờ mơ từ lơ cái lái đá miền đã bị chuyển niệm, chuyển niệm là lâu xong cùng đi, xong cùng đi screen chun tích. Lấy dân chào mơ tầng ọc nít ta vì ai nhìn đây dạng trên bệnh đấy. Và này, chân ạc khó nó viên verb vì miền noun, chân dân mơ tầng noun. Và chân mơ noun. Khi đã, chỉ noun, chỉ countable noun, thế trời ấy, thay mẹ mình nhé. Khi đã thả description California, written spoken description that say that what happened in event or process process hay kế à lại mới tiết mở vị đây mở xây tiết à đọc về bank với account at the bank minita quạt bạc cái là anh sẽ đẹp đặt lôi rồi cọc hay lôi ấy nè ba cái nẹt này và ba cái nẹt này rồi à lấy mũi tiết chứ mơ mũi tiết à lại địch prám ba xong pin mơ lại địch prám. Accounts mean S, plural. Account là nếu xin này mùi ạc bọt bọt dưỡng này, thì đã thá extract record mình này thá cầm nọt ra chạy lẹ đáy lùi nâng cầm nọt hết sạch lùi, sạch sạch prạc đáy cầm hôn bán tờ tool. Bạn bạn tự tua thì có lối đá bán đại ban này kia đại ban chấm này chắc mình tên tới không này anh ta bắt bao nhiêu mình này tham miễn phiêu từ pi bảy nhẹ đây đại quạt ban mặt tinh hai dược ban là quạt tra châu lực nông tung ở chấm nâu bao nhiêu nữa nè không này nâng chắc cái đại tham miễn phiêu để chôn tinh thì bị bệnh nhẹ tại phần nó không lấy bạn mình have an account chưa sai của nó bỏ phải ra mạch của only a few of our bạn. Customer have account miền tại thị trốn tại bị bệnh nhẹ phần nó đã bạn châu mà hàng là bỏ dư được của bạn đang một tù xe và nâng à tù xe mà bạn được có dưỡng bộ mối tiết và sân chia chia sân tha kia chia chia sân nạ chia heo về là khó nóng bạn bằng lối bạn bằng lối bạn anh ở bên đây tu tớ của họp gặp mình sạch rừng chia đẹp dưỡng. Mùi tiết cái đã tha
quite bạn tai bạn tôi ngồi với nhé can I quite place before of you increase the number considerably mình này thà nó bây đã quite cái đã vì một of you vĩnh việc bậc cao anh chùm nuôn cùi có xong có vĩnh considerably ưu tiêu hò I have quite a few books on art. Bộ prai thá khi miến siêu phơ chả ơn đây ẩm phí sơ lập bạc. Nhưng quite nâng việc tôi nay vì only vĩnh việc tôi chỉ chả ơn vĩnh. Cái đạt thá I have quite a few mình này thá quite a lot of book mean it means a poet chran ko sam chran ko sam chứ bây giờ cái lại này nưng á cana chúng mơ atbot tới cái đặt only mean it là tích mên tên đó là pay for big quite of few វិញ chran ko sam đai mean it quite a lot of book so quạt chân nam lại nưng tình tình những dự án bỏ tới những khởi kiện đáng nhựa bỏ giờ đại đáng những bỏ trở đi lại nhỉ tao chẳng vái hay bỏ hay những đi mơ là mình cho nó lại nè bỏ vài để dương lực lại nó bị chịu bạn việc chỉ buồn mỏng thấy chăm về tục lúc kêu ăn bữa cho ăn cơm cái đặc khoái lần ở phố xí anh nên kêu bây giờ ăn ba mốc nữa ba kêu bây giờ là ba hàng mốc nữa mình đây tham gia từ nước từ này nưng mình đây tham miền trung của sầm đài trung của ba sàn của sầm đài chẳng còn là cái đặc khoai of shoe. Đó, lấy đó xong cho nó đi nhìn cho nó lấy giả xuống. Chứ sai được vua, khoai of shoe đó mà đi thà, increase năng chùm nguồn việc càng làng tràn của nó. Bạn, mình này chẳng bỏ mình này thật chùm nguồn nó việc càng làng. The only a few nâng rất là tách tư. Bạn là tách tư vinh, như bị chạc nghe vinh. Bạn bị chạc nghe vinh mà, con. Bạn không bạn. Đó, chẳng dừng từ một tiết. Dừng cho từ riêng đó, little hay nâng. Few mà đòn little hay nâng few vì ai đa tố này tì chìa con là niếm hơi có vì ai đa tố này tì chìa pronoun mà này chẳng thoáng thắp bên ai chìa con là niếm cứ dừng mơ bị cao với đào niếm bà ọt mình niếm nơi bị cao little rồi có few thế cứ vì chìa pronoun này này vì thi xong qua little and few denote some call ha denote scarcity we come raw we mean have we tích mên tên na chứ sớm mà វិញ mean đây tha little we tích hay còn ta đợi pe little we tích chi little tiệt khóc nia trong năng khóc nia trong tha cái này như vậy pe few hai năng few tích kiến ấp xu tiền Mr. tại comment hôm nay nhé chẳng đi note scarcity bỏ thác cùng rõ tại vì sát mình tên á đi note vì bằng hán đi phía cùng rõ
rồi có lệch thì khoảng khác and almost the force of negative we still tie out with you mean khiom kết tha bơ sân chia ca bơ yul nay tẹt tôn nung denote scale leg of have almost the force of nung bơ ba nung ca yul chi còn sang khai yul yul chi sang khai tha ca na yeng yai pi a little ha nung little to little we can tae tích chieng a little ta pân nung ba na Utiho, there was little time for consultation. Consultation nâng ca prak sa yu bò. Bò tham miên pê tích nà, xâm rạp ca prak sa yu bò. Chân little time nâng. Bà xin dưỡng nà, a little time, a nâng còn miên pê yên tích á. Miên pê bòn tích. Phần tác bà little, vi tích mên tên. Không nây mà nâng, không nây bạp chân. Miên pê tích nà, xâm rạp ca prak sa yu bò. There was little time for consultation. In pay we leave tick na some rap ka prak sa yu bol. As in ka prak sa yu bol. Bạn chứng bị consultation ni ka prak sa yu bol. Little is known about the side effect phol pah pol nay thnam phol pah pol nay thnam side effect of this drug phol pah pol nay thnam ni chăng ko vi chi compound pi side effect effect ning pah pol side ning phnaik ru ko khang chúng the side effect of this drug bỏ tha phol pah pol pi thnam muoi nung chúng side effect of this drug phol pah pol ni thnam muoi ni to chúng bỏ prai tha mịch tử to bong tơ na sạ bong a let number 2 as some talk ประโยค ที่ 2 นั้น little is known about known passive บ่บ่ ที่ passive little is known about the side effect of the drug papa the side effect of the drug papa paul ในឆ្នាំនេះ บ่บ่ change back microphone ซั่น บ่ มัน ลึก សំឡេង papa paul ឆ្នាំនេះ trâu ban kia vô đăng tạch tuột một phát đấy hủ bát trâm trâu bông chân phòl bạc bò này thân nằm nóng trâu ban kia đăng tích nà tích tuột một phát kia đăng tha tá thân nằm nóng về bạc bò là mấy tế hôm nay này chân ở little lại nâng vì ọt miền nào nó bị cao y tế xâm tố little lại nâng vì ọt miền nào nó vì chì pronoun xôm chong chám á hỏi nâng vì chì pronoun trở bàn kỹ đừng vì chỉ passive is known rồi cái dân châu bà dục tị bấy tệ tôn tên nâng few towns few chỉ tu tới cái pra mùi niêm rộp an chẳng town tí krong vì mình e few town have such planted trees.